Hôm nay em về cho quý cô chị nhà mình một mẫu phân khúc hạng C. Chiếc này được cạnh tranh trực tiếp với những dòng như là Toyota Altis, rồi Kia K3 hoặc là Elantra chẳng hạn. Đấy. Mỗi mẫu thì đều có những ưu điểm và nhược điểm. Đấy. Chiếc này là nhìn vào logo kia là quý bác anh chị đã biết là của dòng gì rồi chứ ạ. Một chiếc Honda Civic sản xuất 2016, bản đủ bản 2.0. Đấy. Và sau đây em xin quay chi tiết từng phần để quý cô bác anh chị đánh giá cái mẫu Honda Civic bên em vừa cập bến về. Đấy, để nó xem nó chất và nó khác biệt với những cái dòng cạnh tranh trực tiếp với nó có những ưu việt gì các bác nhé. Đấy. Đầu tiên như các bác đã thấy đây, phần đầu xe. Ở chiếc này đèn pha được trang bị là đèn halogen kết hợp đèn bi. Đấy, siêu sáng quý bác chị nhé. Đèn bi siêu sáng. Đây. Đấy. Và được thiết kế cái đầu nhìn cũng khá là hầm hố, khá là đẹp quý bác chị nhé. Đấy, logo của Honda được thiết kế to mạt ở giữa đây. Đấy. Và phần mạ chrome chạy từ rất là đẹp luôn quý bác chị nhé. Chiếc này được đeo biển 88. Và chiếc này được bác chủ độ độ cản trước này. Nhìn cũng khá là đơn giản nhưng mà cũng không kém phần hầm hố quý bác chị nhé. Và cản trước cản sau này đổ cả 3 vô lê. Nhìn cũng rất là khỏe xe luôn quý các bác chị nhé. Chiếc này đèn gầm thì được trang bị là đèn halogen thôi. Chiếc này mang nước sơn màu đen cực kỳ đẹp quý bác chị nhé. Nước sơn màu đen cực kỳ đẹp này. Tất cả phần gân gai, lắp camo như bác đã thấy đây. Còn nét căng sơn xì cực kỳ đẹp nhé. Chiếc này được trang bị cả cửa sổ lắp này. Đấy, bản đổ 2.0 được trang bị cả cửa sổ trời của các chị nhé. Đấy. Sang bên phần thân xe như bác đã thấy đây. Xe được trang bị 4 vành la răng đúc. Đấy, đa chấu. Nhìn khá là khỏe khoắn này. Đấy, ABS 4 bánh và xi nhan được tích hợp trên gương. Đấy, sơn xi quá đẹp luôn. Đấy, mang nước sơn màu đen. Đấy. Và như bác đã thấy đây, em quay xa xa cho bác thấy nhìn cái phần đường chỉ chạy từ đằng trước ra đằng sau còn nét căng. Đấy, nét căng chứng tỏ chiếc xe không hiện tượng đâm va tai nạn quý bác chị nhé. Tất cả phần mép cửa như bác đã thấy kia. Đấy. Rất khít, rất khít, rất đều quý bác chị nhé. Đây. Đấy, em quay sát cho quý bác xem tất cả các đường khe cửa này quý bác này. Đấy, sơn xi cực kỳ sạch đẹp quý bác chị nhé. Vành không một vết xước luôn. Đấy, lốp lam thì cũng còn khá là dày. Đấy, sơn xi quá sạch đẹp luôn quý bác chị nhé. Đấy, chiếc này bao zin, bao test hãng cho quý bác anh chị nhà mình thoải mái quý bác chị nhé. Đấy, sơn xi thì cực kỳ sạch đẹp, form dáng cũng khá là khỏe khoắn luôn quý bác chị nhé. Đây. Đấy, vành không một vết xước này. Và lốp cực kỳ dày dặn luôn quý anh chị nhé. Đấy, lốp cực kỳ dày dặn luôn. Sơn xì cực kỳ sạch đẹp luôn quý anh chị nhé. Quá đẹp luôn. Đấy, sang bên phần đuôi xe như bác đã thấy đây. Đấy. Xe được bác chủ độ 3 bô lê đằng trước và đằng sau quý anh chị nhé. Đấy, và đuôi gió này. Đấy, khá nhiều. Đèn hậu như bác đã thấy đây. Đấy, còn như mới luôn quý cô bác anh chị nhé. Tất cả các phần khe đèn này. Đấy, rồi là các mép còn rất khít nhé quý cô bác anh chị nhé. Đấy, xe không có hiện tượng đâm vào tai nạn. Xe được trang bị
màn hình và camera lùi đầy đủ. Quá đẹp cho một mẫu Honda Civic sản xuất 2016 bản 2.0 số tự động nha quý cô anh chị nhé. Sơn xịt quá sạch đẹp rồi. Đấy, lốp nạp dày, lốp cực kỳ dày dặn, vành không một vết xước quý cô anh chị nhé. Quá đẹp cho một mẫu Honda Civic sản xuất 2016 với tầm tiền thì chưa đến 500 triệu đúng không chị nhá. Một chiếc phân khúc hạng C. Đấy, và sau đây tiến vào khoang nội thất để quý cô anh chị thấy cái độ đẹp, độ chất của chiếc Honda Civic bên em vừa cập bến về quý cô anh chị nhá. Chiếc này thì mang một gam màu đen. Đấy, màu đen cực kỳ sang trọng quý cô anh chị nhá. Đấy, đầu tiên em quay cho bác xem đây. Đây là cái vô lăng. Quá đẹp luôn quý anh chị nhé, từ cái logo này, tất cả phần da là không có hiện tượng bóng mòn nhé quý anh chị nhé, còn rất mới luôn. Đây, túi khí và tất cả các phím bấm như các bác đã thấy đây, còn rất lép luôn. Đấy, vô lăng còn cực kỳ đẹp nhé quý anh chị nhé, cực kỳ đẹp. Đấy, tablo này, tablo như các bác đã thấy đây, tất cả phần nhựa giả da, đấy còn rất mới. Đây, túi khí được trang bị cho ghế bên phụ đây. Đấy, các bác nhìn đây. Tất cả phần tapno còn rất đẹp quý bác chị nhé, rất đẹp. Đấy, xe được trang bị hệ thống chống trơn trượt này. Đấy. Và chế độ gẩy số vô lăng. Đấy. Gẩy số vô lăng. Đây là hộp số tự động quý bác chị nhé. Đấy, xe đã được trang bị màn hình Android rồi, to phạc rồi quý bác chị nhé. Còn chưa bóc ni lông cơ quý bác chị nhé. Đấy. Cực đẹp luôn. Đây, hệ thống điều hòa điều khiển ở đây quý anh chị nhé. Đây, sạc. Đấy, sạc và ổ USB AUX ở đây. Đấy, hộp số tự động quý anh chị nhé. Đây, tay phanh còn chưa có hiện tượng bóng ngoằn quý anh chị nhé, tất cả các phần sơn còn nguyên bản hết quý anh chị nhé. Đây, tapi này, tapi như bác đã thấy thì giá ra còn như mới luôn quý anh chị nhé. 2016 chiếc này cũng đã lăn bánh 6-7 năm rồi nhưng còn rất chất quý anh chị nhé, rất chất luôn. Tất cả phần nhựa như bác đã thấy đây, em quay chậm cho bác xem nhé, tất cả còn rất mới luôn. Đấy, củ số này. Đấy, củ số không có hiện tượng bóng mòn nhé, tất cả các phím bấm còn rất mới luôn, rất mới luôn quý anh chị nhé. Đây, cửa gió điều hòa đây, như bác đã thấy đây, rất mới. Đấy, không có đây cái tap ni cánh cửa bên tài này bác sử dụng nhiều nhất nhé, phần nhựa giả da còn như mới, không có một vết xước này quý bác chị nhé, không một vết xước, rất đẹp luôn. Tất cả phần mạ chrome này. Đấy, phần bọc da này rất đẹp luôn quý bác chị nhé. Đấy, còn tất cả các phím bấm còn như mới luôn, phím bấm còn như mới quý bác chị nhé, rất đẹp luôn. Đấy, chiếc này được trang bị cửa sổ trời và chân nỉ nguyên bản còn rất mới quý cô bác anh chị nhé. Đấy, mà đặc biệt là chiếc này được trang bị ghế da rất là xịn sò. Đấy, ghế da rất là xịn sò dày và còn cực kỳ căng mõng nhé. Đấy, chiếc này được may theo kiểu là nhúm, nhăn nhúm như này để trông cũng khá sang trọng, khá là đẹp này. Da khá là dày. Đấy, da xịn thì các bác có thể là đánh xi thì nó sẽ thành như mới luôn các bác chị nhé. Đấy, như cái đôi giày của chúng ta đấy, da hoặc là các cái áo da mà chúng ta có thể đánh xi thoải mái. Đấy, các bác hơi bị cũ thì các bạn có thể đánh chì cho nó đẹp lên quý anh chị nhé. Đấy, da cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, quá đẹp cho một mẫu Honda Civic sản xuất 2016. Đấy, đây em quay cho bác xem cái độ mới của chiếc Honda Civic 2016. Đây, tất cả phần ốc này còn nguyên vạch sơn quý anh chị nhé. Đây, ốc cánh cửa bên lái đây.
Đấy, còn tất cả còn nguyên vạch sơn các bác chị nhé. Đây, khuy cửa ốc còn trương vết tháo vặn các bác chị nhé, rất đẹp luôn. Đấy, tu khí được trang bị ở ghế ghế lái này. Đấy, ghế da còn cực kỳ căng mọng các bác chị nhé, rất đẹp luôn. Sàn thì vẫn là sàn sàn lì quý các bác chị nhé, sàn vẫn là sàn lì còn rất mới này. Đấy, rất mới luôn. Xe thì cam kết với quý bác anh chị là keo chỉ là nguyên zin hết quý bác anh chị nhé. Đấy, không mất một phân keo chỉ nào luôn. Đấy, nguyên zin hết, cửa đóng chắc lịch luôn. Đấy, sơn mỏng ta quý bác anh chị nhé. Đấy, sơn mỏng ta. Đấy. Đây, hàng ghế đằng sau ngồi cực kỳ rộng rãi quý bác chị nhé. Đây, táp bi cánh cửa đằng sau bên phụ, tất cả còn như mới quý bác chị nhé. Đây, em quay chậm cho quý bác chị xem nhé. Đây, tất cả phần nhựa giả da rất đẹp luôn. Đấy, phần mạ chrome này, từ tay nắm cửa rồi các cái ốp mạ chrome. Đấy, không bị móng mòn quý bác chị nhé. Phần nhựa không bị xước xác. Đấy, phần da thì còn rất căng mỏng quý bác chị nhé. Đây, ghế da đằng sau như bạn đã thấy đây. Quá quê, quá đẹp luôn. Ghế da còn nét căng. Đấy, cực kỳ dày dặn nhé. Em ấn cho xuống cho bác xem này. Đấy, ghế da xịn, cực kỳ dày dặn luôn. Đấy. Đấy, quá đẹp đây. Ốc cánh cửa đằng sau bên lái đây, như bạn đã thấy đây, nguyên vạch sơn nhé, tất cả còn nguyên vạch sơn này. Đấy, 2016 6 7 năm sử dụng rồi, nhưng các bác nhìn đây, các phần nhựa giả da còn rất đẹp luôn các bác chị nhé. Nhựa giả da rất đẹp luôn, không một vết xước này, không một vết xước mạ cà đôm này, tay nắm cửa phần da này, không một vết xước các bác chị nhé. Keo chỉ em quay qua cho bác xem đây. Đấy, cánh đằng sau bên là bên lái quý bác chị nhé, rất đẹp luôn. Chiếc này cốp khá là rộng rãi này. Đấy, em quay cho bác xem. Đấy, phần cốp ít khá là rộng rãi luôn. Đây, xe thì cam kết với quý bác chị cho tất cả phần keo chỉ capo, keo chỉ cốp ít là còn nguyên zin hết quý bác chị nhé, không mất một phần keo chỉ nào. Đấy, không mất một phần keo chỉ nào quý bác chị nhé. Đây. Đấy, phần lì còn rất mới luôn. Đấy, tất cả phần lì còn rất mới luôn quý bác chị nhé. Đây, quay qua cho bác xem thì phần cua lốp này, cua lốp không có hiện tượng gì sét nhé. Đấy, còn rất mới luôn, rất mới luôn. Đấy, kích lốp đầy đủ này, đây rồi. Đấy, lốp khá là dài dặn quý bác chị nhé. Cốp cực kỳ rộng rãi cho quý bác chị nhà mình. Chiếc này gầm thì không có gì để chê quý bác chị nhé, còn đen nhánh này. Đấy, còn đen nhánh nhé, không có gì để chê. Và sau đây xin quay thêm vào phần khoang máy để quý bác anh chị thấy cái độ zin, độ đẹp của chiếc Honda Civic 2016 quý bác anh chị nhé. Cực kỳ đẹp. Và chiếc này đăng kiểm còn khá là dài. Đến tháng 12 năm 2023 quý bác chị nhé. Đây, đây là khoang máy chiếc Honda Civic sản xuất 2016. Đây, đấy, em quay cho bác cái lắp capo đây, ốc capo còn chưa có vết tháo vặn nhé. Đấy, tất cả nguyên zin, zin đét đẹp hết không. Đấy, ốc capo đây. Đấy, còn nguyên zin hết quý bác chị nhé. Đấy, tất cả nguyên zin hết này. Đây là khoang máy chiếc Honda Civic sản xuất 2016. Da máy cực kỳ sáng luôn quý bác chị nhé, da máy cực kỳ sáng luôn.
không một vết chảy dầu nhá chị nhé. Tất cả các ốc còn nguyên vạch sơn này, tất cả các ốc còn nguyên vạch sơn nhựa, còn tất cả các từ những ốc nhỏ nhất ở đây vẫn còn nguyên vạch sơn của chị nhé. Từ những ốc của những cái thiết bị nhỏ nhỏ ở đây cũng còn chưa có vết tháo vặn của chị nhé. Zin led này đẹp hết này, quá mới cho một chiếc Honda Civic sản xuất 2016 quý bác chị nhé. Đây ốc chân máy này còn nguyên bản, chưa bị tháo vặn quý bác chị nhé. Ốc chân máy còn chưa có biết tháo vặn này, nguyên bản hết quý bác chị nhé. Đây tất cả còn nguyên bản hết này, rất đẹp, rất mới luôn. Dòng này thì máy đi cực kỳ bền và phải nói là siêu tiết kiệm so với những cái dòng khác cùng dung tích xi lanh quý bác chị nhé. Con này dung tích xi lanh là 2.0. Đấy. Cực kỳ tiết kiệm, cực kỳ lành và cực kỳ bền. Đấy, form dáng cũng khá đẹp quý bác chị nhé, form dáng cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp cho một mẫu Honda Civic sản xuất 2016 bản 2.0 số tự động. Bác nào đang cần tìm mẫu phân khúc hạng C và cửa tiền loanh quanh 500 triệu thì quý bác anh chị tham khảo cho em mẫu này nhé, tham khảo cho mẫu cho em mẫu này, đi cực kỳ lành, cực kỳ bền, form dáng cũng khá là đẹp và đặc biệt cũng đi rất là đảm chắc luôn quý bác chị nhé, rất là đảm chắc, form dáng cũng khá là trẻ trung. Vừa rồi em đã quay xong video chiếc Honda Civic sản xuất 2016 bản 2.0 số tự động. Chiếc này đang được bên em chào bán với giá là 495 triệu đồng. Vẫn bớt thoải mái cho quý bác anh chị nào thiện chí về xem xe nhé, quý bác anh chị nhé. Đấy, form dáng cực kỳ đẹp. Đấy, nhà em thì hơn 100 đầu xe các bác chị nhé, từ 100 triệu đổ lên cho tới 500-600 triệu quay đầu thôi. Nhà em thì đa phần những cái xe cỏ cỏ là nhiều các bác chị nhé, cỏ cỏ tầm 200-300 thì rất là nhiều các bác chị nhé, rất là nhiều luôn. 400-500 cũng có các bác chị nhé. Đấy, toàn phân khúc là cỏ thôi. Cứ có bác anh chị nào mà có tầm tiền như vậy thì có thể liên hệ vào đầu hotline 0979979111 quý bác chị nhé, để em sẽ tư vấn, gửi video hình ảnh cho quý bác anh chị nhà mình xem và tham khảo cái mẫu xe bên em. Giá xe bên em thì cực kỳ hợp lý cho quý bác anh chị nhà mình nhé. Xe đẹp và đặc biệt trong cái thời điểm này thì xe đang rất là nhiều các bác chị nhé, xe đang rất là nhiều luôn. Đấy, tha hồ cho quý bác chị nhà mình lựa chọn này. Đấy, giá cả cũng cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, cũng nhân dịp Tết này thì quý bác anh chị nên sắm cho nhà mình một xe hộp nha quý bác chị nhé, xe hộp để đi lại cho nó thuận tiện và đưa gia đình đi vào những dịp Tết Nguyên Đán này thì cũng khá là hợp lý quý bác chị nhé. Xin chào quý bác chị nhà mình. Xin chào quý bác anh chị nhà mình. Vừa rồi em đã quay xong video chiếc Honda Civic sản xuất 2016 bản 2.0 số tự động quý bác anh chị nhé. Chiếc này được đeo biển 88 là biển Vĩnh Phúc quý bác anh chị nhé. Quý bác anh chị nào ở Vĩnh Phúc mà mua chiếc xe này thì để nguyên biển này, để nguyên biển này sang tên thôi quý bác anh chị nhé. Các bác nào xem tin thì ủng hộ em những lượt like, lượt share và đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất bên em cập nhật về quý bác anh chị nhé. Xin chào và hẹn quý bác anh chị vào video tiếp sau.